biệt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Mẹ Mai Phương đến tận nhà hai cô bảo mẫu đòi lại La Vi để nuôi dưỡng. Câu chuyện về chuyện ai sẽ nuôi bé cho đến nay vẫn chưa được giải quyết và thỉnh thoảng vẫn có lùm xùm trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 3 2020, Mai Phương ra đi mãi mãi trong sự tiếc nuối và thương xót của khán giả cả nước. Cô đã về nơi yên nghỉ cuối cùng sau 2 năm đối diện căn bệnh nặng về phổi. Người đã đi nhưng câu chuyện ở lại vẫn rối ren. Cụ thể, việc nuôi dưỡng La Vi vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có những chi tiết liên quan giữa Phùng Ngọc Huy, hai cô bảo mẫu, ông bà ngoại của bé. Phụ huynh Mai Phương đến tận nhà hai cô bảo mẫu. Mới đây nhất trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại khoảnh khắc ông bà của bé La Vi đã trực tiếp đến văn phòng luật sư để có thể phối hợp tìm lại cháu. Được biết họ không chấp nhận việc hai cô bảo mẫu giờ đây là người nuôi dưỡng nhóc Tì. Không chỉ trao đổi tại nơi làm việc mà mẹ của Mai Phương còn dẫn luật sư trực tiếp đến nhà của hai cô Mi để đòi lại La Vi. Nhà riêng của các cô còn có phụ huynh nên điều này diễn ra khá tế nhị. Phải đến bất ngờ nên không gặp bảo mẫu hay cháu bé. Theo như tiết lộ của luật sư thì cha của hai cô đã điện thoại yêu cầu mang La Vi về nhà cho bà ngoại nhưng đối phương không đồng tình. Hai ông bà đi tìm luật sư cho việc tranh giành nuôi La Vi. Họ còn đến trực tiếp nhà của cô bảo mẫu. Vì đến bất thình lình nên việc bế cháu ngoại về nhà đã bất thành. Bên cạnh đó, ông bà còn tố chuyện các cô chăm sóc nhóc Tì không phải vì tình nghĩa như mọi người thường nghĩ mà có yếu tố tiền bạc xen lẫn. Cụ thể bà ngoại cho hay mức lương họ nuôi La Vi còn cao hơn bình thường. Trong thời gian Mai Phương còn sống thì có lần đôi bên cãi vã nhau, hai cô bỏ đi và mang theo cả chiếc xe đi cùng. Bà ngoại khá bức xúc khi nói đến chuyện hai cô nuôi dưỡng tự ý chuyển cháu sang nơi ở mới. Trong khi đó, chị em song sinh này là người cận kề nữ diễn viên trong suốt thời gian cô bệnh và ra đi. Được biết ông bà cũng sang nhà nội của La Vi để đòi lại cháu nhưng không được sự đồng ý. Câu chuyện này vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn.